Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gái ế của tác giả Quyền Đỗ. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay là ngày mà cậu cả Huy vào công ty nhận việc. Anh ăn mặc giản dị, đi vào với một thần thái hiên ngang ở trong xưởng không ai biết anh là con trai của chủ tịch công ty xin chào mọi người tôi là huy tôi là công nhân mới hôm nay tôi sẽ đảm nhận chức quản lý của sưởng mai b mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ tôi nhiều hơn nữa ạ huy nói xong tất cả mọi người vỗ tay ẩm lên ở bên dưới bắt đầu có những lời bàn tán xôn xao ôi anh ấy mới đẹp trai làm sao không biết về đây quản lý có làm khó bọn mình không nữa Huy nghe nhưng vẫn giả vờ không biết gì hết. Thôi, giờ mọi người đi làm việc của mình đi. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ. Mới đầu vào làm, Huy còn lóng nga lóng ngóng. Anh không biết phải sắp xếp công việc như thế nào cho hợp lý. May mà có mấy người công nhân cũ, họ giúp đỡ cho anh nên công việc giờ đã ổn hơn một tí. Với sự thông minh và dành hết tâm trí vào công việc nên chỉ một thời gian ngắn, Huy đã trở thành một người quản lý giỏi sản lượng hàng của xưởng anh luôn đạt năng suất cao. Ông Hoàng cảm thấy không phục con trai, bởi vì từ trước tới giờ ông chưa bao giờ coi trọng Huy cả. Nhưng ngược lại thì bảo lại rất khó chịu, anh ta cứ ngỡ Huy sẽ không chịu nổi một tuần mà xin nghỉ việc. Dạ thưa giám đốc, hàng của xưởng may b lúc nào cũng đẹp và đạt sản lượng rất cao, chúng ta có nên khen thưởng không ạ? Cứ khen thưởng giống như bình thường nhé. Dạ em biết rồi ạ. Bảo nhếch mép cười, Huy ơi, mày đừng vội vui mừng, mày chỉ là con tép trong tay của tao thôi. Đừng mơ mà giành lại công ty từ tay của tao nhé. Sau khi được khen thưởng, công nhân ở xưởng B ai cũng vui và mừng. Huy cảm thấy mãn nguyện vì mình đã làm được một việc để góp phần cải thiện đời sống của công nhân. Dạo này do bận việc nên Huy không có thời gian đến thăm Hồng thường xuyên. Nhân tiện hôm nay được nghỉ, anh mua ít bánh kẹo đến cho tụi nhỏ. Chị Hồng Ôi, chú Huy mới đến sao Lâu rồi đi đâu mà không thấy mặt mũi gì hết Em bữa nay đi làm công nhân mai rồi Nên ít có thời gian đến thăm chị Hồng nhìn Huy với con mắt nghi ngờ Một người đẹp trai mặt mày sáng sủa Mà đi làm công nhân Nghe có vẻ không hợp lý chút nào Có thật không đấy Thật mà em là công nhân mai chính hiệu đó nha Sau này mà chị cưới chồng Em sẽ thiết kế cho chị Một bộ váy cưới tuyệt đẹp nhé nhắc đến lấy chồng nụ cười trên môi hồng tắt dần đi huy như hiểu được nỗi lòng của cô nên anh vui vẻ nói sang chuyện khác thế dạo này có đoàn nào làm từ thiện nữa không chị à cũng có đấy chú huy mà chú huy làm công ty may có biết công ty may phát đạt không dạ biết sơ sơ sao vậy chị tại công ty đó họ dễ thương quá trời nhất là cái cậu bảo tổng giám đốc công ty ấy lúc nào cũng đến thăm hỏi mua đồ cho bọn trẻ Huy nóng mặt khi nghe Hồng nhắc đến bảo. Anh ta tốt đến vậy sao? Chị lớn tuổi rồi mà nhìn người đơn giản quá ha. Nhìn ai cũng thấy tốt hết là sao? Tự nhiên bị động chạm đến vấn đề nhạy cảm là tuổi tác. Hồng cảm thấy rất khó chịu. Tôi lớn tuổi thì sao? Tôi chỉ cần thấy ai tốt thì tôi nói thôi. Chú Huy đâu có quyền phán xét về tôi như thế. Biết là mình đã lỡ lời nên Huy hạ giọng xin lỗi cô dối dít em xin lỗi chị em hơi quá lời em sợ chị dễ tin người nên gặp phải những người đều cáng lại khổ thân thôi không biết là huy không có ác ý gì với mình nhưng thái độ của anh đã nói lên tất cả một chút khó chịu cộng thêm một chút hờn ghen ở trong đó chính vì điều đó nên anh mới cố gắng làm việc hết mình để giành lại những gì vốn thuộc về mình nói chuyện được một lúc huy cũng xin phép ra về nhiều khi anh cũng muốn nói thật về thân phận của mình cho Hồng nghe Nhưng suy đi nghĩ lại nên thôi Tôi đến cả nhà ngồi quây quần xem tivi Ông Hoàng lên tiếng Huy dạo này công việc có vất vả lắm không con? Dạ thưa bố cũng bình thường ạ à. Bố nghe nói xưởng may bê Nay làm tốt lắm phải không? Cũng sơ sơ thôi bố Trong tương lai con muốn đưa tất cả các xưởng trong công ty đều phát triển như vậy Để đem lại thu nhập và cuộc sống ổn định cho công nhân Bà ngồi bên cạnh dương đôi mắt nhìn Huy Anh Huy làm không có nổi đâu Công nhân thì đông Mà nhiều khi sản lượng hàng ra không đủ Thì lấy tiền đâu mà có lương cao cho công nhân được Không đủ nên giờ bắt buộc Mình phải làm cho đủ chứ em Lỗi là do mấy người ngồi làm lãnh đạo Không có tâm và có tầm thôi Biết mình đang bị đá xéo Bảo đỏ hết mặt mũi Đứng dậy xin phép đi lên lầu Dạ bố mẹ ngồi chơi Con đi lên lầu ngủ sớm mai còn đi làm bà lệ hoa cũng theo chân con trai đi lên phòng bảo ơi là bảo sao mẹ thấy con mỗi lần chạm mặt thằng huy là con yếu đuối hẳn như vậy mẹ đánh giá con sai rồi con mà đôi co với nó có khác nào là mất hình tượng của mình trong mắt bố mẹ mẹ phải nên nhớ rằng con là tổng giám đốc không ngang tầm với những kẻ như nó bà lệ hoa nôn nóng thúc giục con trai mẹ chỉ sợ nó lấy được lòng tất cả mọi người rồi leo lên chức vụ cao hơn thì khi đó chúng ta sẽ khó đối phó hơn mơ ước của mẹ là con phải leo lên được chức chủ tịch công ty và hất cẳng bố con càng nhanh càng tốt bảo nhìn mẹ với ánh mắt nghi ngờ tại sao mẹ lại nói vậy nếu con làm thế thì khác nào trở thành đứa con bất hiếu con cứ làm theo lời mẹ sau này con sẽ hiểu mọi chuyện bảo cảm thấy người mẹ bao năm sống hết lòng vì con đang có một bí mật gì giấu kín mẹ đang giấu con chuyện gì phải không? Đâu có, con cứ hay suy nghĩ lung tung. À, mà ngày mai có cái phương con của bạn mẹ mới từ nước ngoài trở về sang nhà mình chơi đấy. Con nhớ về sớm một tí. Phương nào, con chẳng hứng thú với mấy cô gái nhà điều kiện như thế. Con bé Phương hồi nhỏ hay chơi với con đó. Này nó lớn đẹp gái dễ thương lắm luôn. Vậy để mai con về sớm. Ừ, thôi mẹ đi xuống dưới đây. Dạ, chúc mẹ ngủ ngon bảo nằm xuống Hình ảnh Hồng lại hiện về trong đầu Không biết vì sao anh lại mê mẩn Cái vẻ dịu hiền của một cô giáo mầm non như vậy Hồi trước anh ta yêu toàn là những cô gái trẻ trung sành điệu Nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng là chán Lục số điện thoại của cô bảo liền nhắn tin Cô Hồng có khỏe không? Ngày mai tôi tính sang thăm cô và bọn nhỏ Nhưng lại bận mất rồi Để khi nào có thời gian tôi lại ghé vậy ở bên này hồng nghe tin nhắn đến cô mở ra đọc cô cứ tưởng là tin nhắn của huy bởi vì tối nào trước khi đi ngủ anh cũng dành một câu chúc ngủ ngon cho cô nhưng từ bữa hai người nói qua nói lại đến giờ huy không gọi điện cũng không nhắn tin đến khiến cho hồng cảm thấy rất buồn cảm ơn anh tôi cũng khỏe khi nào anh có thời gian thì ghé cho vui mấy đứa nhỏ ngày nào cũng nhắc tên anh suốt vậy à tôi không ngờ đó nha Tôi hứa là khi nào rảnh tôi sẽ ghé thăm. Thôi, chúc anh ngủ ngon, tôi đang bận việc một tí. Bảo đang tính nhắn thêm vài tin nữa, nhưng thấy cô gác máy sớm nên đảnh thôi. Qua ngày hôm sau. Anh Huy ơi, hôm nay xưởng chúng ta lên mẫu hàng mới, mà trên công ty bắt buộc chúng ta phải giao sản lượng lớn, em sợ sẽ làm không kịp. Thế hôm nay công nhân đi đông đủ hết chứ? Dạ đủ ạ. À. Vậy cứ bắt tay vào làm việc thôi. Mới đầu sẽ khó nhưng từ từ sẽ quen tay là làm nhanh thôi. Dạ. Hàng mới lên được mấy cái nhưng ai cũng kêu trời kêu đất. Hàng này khó nhằn lắm anh Huy ơi, anh có thể đề xuất lên cấp trên giảm số lượng xuống được không? Thật sự là bọn em chạy hàng không nổi. Huy rất hiểu nỗi khổ của những người công nhân ở đây, nhưng anh không muốn thua cuộc, anh muốn chứng tỏ cho bố anh thấy là anh đã nỗ lực như thế nào. Mọi người cố gắng thêm một tí được không? chúng ta làm không xong có thể tăng ca, tôi sẽ hỗ trợ mọi người và đề xuất lên công ty tăng lương cho chúng ta. Nghe đến tăng lương, mặt ai cũng bừng tỉnh hẳn ra. Anh nói phải giữ lời đó nha. Ừ, tôi hứa, bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm việc nhé. Mới đầu hàng lên cái nào cũng đều bị lỗi hết, Huy lo lắng anh không còn cách nào khác, tay ngồi vào bàn may chỉ cho mọi người cách làm sau một ngày vật lộn với công việc xưởng của anh cũng đã cho ra những chiếc áo ưng ý đẹp nhất. Còn bao nhiêu cái nữa là đủ sản lượng cho ngày hôm nay? Dạ hơn một nghìn cái nữa anh. Ok hôm nay chúng ta làm rất tốt. Giờ tôi cho cả xưởng làm tăng ca đến khi nào xong hàng nhé. Ai cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Dạ chúng tôi đồng ý. Ở nhà ông Hoàng chưa thấy Huy về. Ông lo lắng đứng ngồi không yên có thể trước đây hai cha con không hợp nhau nên tình cảm xa cách nhưng từ khi huy vào công ty làm việc ông có cái nhìn khác về anh hơn trong mấy năm qua huy mất tích ông đã cho người tìm kiếm anh khắp nơi kể cả đứa em gái của anh cũng vậy ông thực ra không phải là một người cha tồi mà bởi vì ông bị ảnh hưởng bởi người vợ thứ hai lần này thấy huy trở về ông mừng lắm nhưng ông chưa bao giờ thể hiện sự vui mừng đó ra cho huy biết Ông biết đưa anh vào công ty làm việc ở một chức vụ cao sẽ khiến cho mọi người trong công ty hoang mang. Vì thế qua chuyện này ông muốn Huy chứng tỏ bản thân đi lên bằng thực lực của mình. Đúng 12 giờ đêm Huy mới về đến nhà. Thế điện của phòng khách đang còn sáng, anh hơi thắc mắc. Sao mấy chị giúp việc không tắt đèn vậy nhỉ? Đi vào bên trong, Huy bất ngờ khi thấy bố mình đang nằm ngủ ở ghế. Chợt trong tim anh có một thứ cảm xúc gì đó đang chạy qua người mình. Bố, sao không lên phòng ngủ mà nằm đây chi vậy huy về rồi hả con sao về muộn vậy dạ do hàng mới lên công nhân chưa quen tay nên khó làm vì thế bắt buộc phải tăng ca nếu vất vả quá để ngày mai bố nói bên phòng nhân sự sắp xếp cho con lên văn phòng làm cho khỏe nhé không cần đâu bố con thích làm dưới này hơn con muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống của công nhân để sau này có quản lý công ty cũng dễ hơn ừ đó là tùy con thôi vào ăn uống rồi nghỉ ngơi cho khỏe Dạ con ăn rồi Danh tiếng của Huy trong công ty bây giờ ai cũng biết Anh không những giỏi mà còn rất thân thiện với mọi người Anh liên kết với tất cả những quản lý ở các xưởng khác Để làm việc cho hiệu quả hơn Cậu Huy đang còn trẻ tuổi mà giỏi quá trời Việc gì cũng làm được Ngày mấy người khen mình nức nở Huy lễ phép đáp lại lời của bọn họ Tôi được như ngày hôm nay Là nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người Tôi mong thời gian tới chúng ta cùng cố gắng để đưa công ty lên một tầm cao mới. Nhất định là vậy rồi. Một ngày làm việc mệt nhọc cũng qua đi. Hôm nay đủ sản lượng nên sưởng may của Huy không phải tăng ca. Anh tranh thủ ghé thăm Hồng một tí rồi về. Vừa nhìn thấy Huy đi vào, Hồng tính quay mặt bước đi. Chị Hồng, sao lại tránh mặt em vậy? Hồng bối rối, cô cảm thấy không được tự nhiên khi đối mặt với Huy mấy ngày qua cô cứ mong chờ một tin nhắn từ ai đó. Sau giờ được gặp mặt trực tiếp cô lại cảm thấy ngại. chú Huy đi về đi, giữa tôi và chú không có chuyện gì để nói. có nhiều chuyện lắm chứ. tối nay em mời chị đi uống cà phê nhé. Hồng liền từ chối bởi vì tối nay cô đã nhận lời đi uống cà phê với Bảo rồi. tôi không đi được, tối nay tôi bận việc rồi. tiếc quá nhỉ. vậy tối mai em không phải tăng ca thì chúng ta đi nhé tôi cũng chưa biết được khi nào tôi đi được tôi sẽ gọi cho chú đến tối huy ở nhà cảm thấy rất buồn nên đi sau quán uống cà phê vừa mới bưng ly cà phê lên nhâm nhi thì ở ngoài xuất hiện hình bóng của hồng trong chiếc váy màu đỏ đang đi cùng bảo tiến vào bên trong sợ mình nhìn nhầm huy lấy tay dụi mắt thêm một lần nữa để nhìn cho rõ đúng là chị ấy rồi chắc có lẽ chị ấy đã yêu tên bảo chăng nhìn hồng cười nói với bảo mà ruột gan của huy cứ lộn hết cả lên hai tay anh nắm chặt lấy thành ghế mà nghiến ra nghiến lợi anh phải giữ bình tĩnh lắm mới không đứng dậy đi lại chỗ bàn của hai người họ nghe trường điện thoại reo hồng móc điện thoại trong túi ra thấy số của huy cô liền nói với bảo xin phép anh tôi ra ngoài nghe điện thoại một tí cô cứ tự nhiên đi nhé ra đến nơi hồng liền ấn máy nghe alo Chú Huy gọi cho tôi có việc gì không? À, tại em thấy chị đi uống cà phê mà mặc cái đầm màu đỏ đẹp quá trời, vậy mà em rủ đi thì chị lại từ chối. Quá bất ngờ, Hồng không biết phải nói gì nữa. Chị ngạc nhiên lắm phải không? Nghe tiếng nói quen thuộc sát gần bên tai, Hồng quay mặt lại. "Chú, chú Huy, sao chú lại ở đây vậy?" Chẳng nói chẳng rằng, Huy đi lại kéo tay Hồng đi thẳng một mạch ra ngoài. "Thả tôi ra, chú làm gì vậy?" huy vẫn không nói gì bàn tay anh vẫn siết chặt lấy tay hồng mà kéo mạnh đi chú làm tay tôi đau rồi đấy tôi đang có bạn chờ ở trong mặc kệ hồng nói gì nhưng huy vẫn không buông tay cô ra anh đi ra lấy chiếc xe máy dựng sẵn ở sân rồi hét lớn lên xe ngồi cho em hồng nhìn thái độ của huy chẳng giống ai cô vẫn quyết định không chịu lên xe ngồi chị có lên xe ngồi cho em không miệng thì nói nhưng tay anh vẫn gỉ chặt lấy tay cô. Người trong quán nhìn hai người họ với con mắt hiếu kỳ. Em nói một lần nữa, chị có lên xe ngồi không? Em hết kiên nhẫn rồi đó nha. Sợ mọi người xì xào bàn tán, Hồng miễn cưỡng leo lên xe ngồi. Để tôi lấy máy gọi cho bạn tôi cái đã. Khỏi cần gọi, họ không thấy chị vào tự biết mà đi về. Hồng vừa mới leo lên xe ngồi, bỗng huy rổ ga phóng nhanh như ma đuổi hồng sợ quá lấy tay víu vào áo của anh huy thừa thắng xông lên anh lại tiếp tục tăng tốc khiến cho cả người hồng ngã nhào về phía của huy chị ôm chặt em vào em đi xe không được chuẩn lắm đâu chú làm gì mà chạy xe như ma đuổi vậy tôi chưa muốn chết đâu chạy đến bãi đất trống huy dừng xe lại hồng thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát chết ở trong quán cà phê ngồi chờ mãi mà không thấy hồng vào bảo đi ra cửa tìm cô quái lạ Cô ấy đi mất tiêu đâu rồi nhỉ? Vừa định mở điện thoại ra gọi thì đúng lúc Hồng gọi đến. Xin lỗi anh, bạn tôi gặp một chút chuyện nên tôi phải về gấp. Anh thông cảm cho tôi, bữa sau chúng ta gặp nhau nhé. Vừa nói xong, Hồng cúp máy rụt khiến cho bảo hụt hẫng. Ở bên này thấy Hồng vừa nghe điện thoại xong. Nhanh như chớp, Huy đi lại kéo người Hồng về phía mình mà ôm chặt lấy. Hồng đỏ hết mặt mũi vùng vẫy đẩy Huy ra. Chú Huy làm gì vậy? Em thích chị. Câu nói ấy vừa đủ để cho Hồng nghe thấy. Hôm nay chú bị chập dây thần kinh nào phải không? Tự nhiên ăn nói không giống ai hết. Em nói thật là em thích chị. Em thích từ lần đầu chạm mặt của hai chúng ta. Hồng bật cười vì tính cách có phần hơi khó hiểu của Huy. Thôi đi nhóc con. Chị đấy hơn em cả mấy tuổi đó. Gái ế, gái già như chị yêu đương gì nữa chứ. Chú mà cứ đùa chị theo kiểu này là chị nghỉ chơi luôn đấy. Không để cho Hồng nói hết câu, Huy đi lại vồ vập lấy khuôn mặt của Hồng, anh cúi người xuống hôn vào đôi môi căng mọng của cô. Vì quá bất ngờ, Hồng không kịp phản ứng lại, cô dùng hết sức mình lấy tay đẩy người Huy ra khỏi người mình. "Chú bị điên sao? Tự nhiên làm cái trò lố lăng như vậy là sao?" "Em yêu chị, em chỉ muốn yêu chị thôi. Hãy làm người yêu của em đi nhé. Em không thích chị đi với người khác, em muốn chị là của em, mãi mãi là của em mà thôi." Thái độ này là sao? Có lẽ Huy đang ghen. Tự nhiên Hồng cảm thấy vui trong lòng. Cô không biết đó là thứ cảm xúc gì nữa. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Huy, Hồng không thể nhịn được cười. Chú Huy nói chuyện giống trẻ con quá. Sao lúc nào chị cũng nghĩ những lời em nói ra là trẻ con? Chị không sợ làm em tổn thương sao? Trong tim chị có bao giờ dành một góc để chứa hình bóng của em chưa? Huy hôm nay lấy hết can đảm để nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình ra cho Hồng nghe. Anh không thể chịu được khi để cô đi bên cạnh người khác. Hồng nhìn anh rồi bắt đầu lên tiếng. Chú Huy là người biết rõ về hoàn cảnh của tôi nhất rồi còn gì. Tôi vừa già vừa sống, có xứng đáng với tình yêu của chú không? Một lần hôn nhân đổ vỡ, đó là một lần trái tim có thêm một vết cắt sâu vào trái tim. Tôi hứa với lòng sẽ không bao giờ dành tình cảm cho ai nữa. Chú Huy đang còn trẻ, nên nhiều khi suy nghĩ bồng bột, cứ nhầm tưởng giữa yêu và thích vậy thôi. Không phải vậy, em đã suy nghĩ rất kỹ, khi đó mới dám nói ra cho chị nghe. Nếu bây giờ chị chưa sẵn sàng đón nhận, em sẽ cố gắng chờ và chờ cho đến khi nào chị đồng ý thì thôi. Hồng rất sợ, cô vội thu mình đứng nép vào một góc rồi đăm chiêu suy nghĩ. Cuộc đời cô chưa bao giờ được sống trọn vẹn với tình yêu. Người thì bỏ đi biệt tích, người thì trở thành kẻ giết người. Đôi lúc cô nghĩ ông trời như đang trêu ngươi số phận của mình vậy. Chú Huy đừng mong chờ gì ở tôi. Tôi sẽ không lấy chồng nữa mà ở giá cho đến suốt đời luôn. Huy cảm nhận được sự buồn bã trong từng câu nói của Hồng. Anh không nói gì thêm nữa. Tiến sát lại gần ôm trọn cô vào lòng mà ăn ủi. Được rồi, em sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Giờ em chở chị về nhé. Ừ, Chú buông tôi ra, kẻo người ta nhìn thấy xấu hổ lắm." Huy như đắm chìm trong sự dịu dàng e thẹn của Hồng, anh ước gì mình là người đầu tiên đến bên cuộc đời cô thì có lẽ giờ đây cô đã không phải đau đớn chịu tổn thương nhiều đến vậy. Thời gian cứ thế trôi qua, Huy vẫn lặng lẽ quan tâm Hồng theo cách của riêng anh, còn bảo đã nhiều lần có ngỏ ý lời yêu Hồng, nhưng cô luôn tìm cách né tránh việc con trai đến bây giờ vẫn chưa chịu kết hôn với người mà mình đã chọn nên bà lệ hoa cảm thấy rất là lạ bảo tại sao con năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của con bé phương như vậy con không yêu cô ấy một đứa con gái tốt như vậy mà con không yêu thì con yêu ai được nữa chứ con yêu ai sau này mẹ sẽ biết mẹ đừng tự quyết định hôn nhân cho con con không thích như vậy bất lực với thằng con trai quý tử bà lệ hoa nhăn mặt gằn giọng lên con phải nên nhớ rằng, mẹ muốn con lấy cái Phương là có mục đích. Gia đình con bé giàu lại có tiếng tăm trong giới kinh doanh, lỡ sau này mình xa cơ lỡ bước còn có người nâng đỡ, con hiểu không? Nhưng không yêu thì lấy về chỉ thêm khổ cho cả hai thôi mẹ ạ. Không yêu lấy về sẽ yêu, mẹ đã quyết con không được từ chối. Từ nhỏ tới lớn vào lúc nào cũng nghe theo lời mẹ mình, nếu giờ đây cuộc hôn nhân này anh ta không nghe theo sự sắp xếp của mẹ, nhất định sẽ có chuyện. Cách duy nhất bây giờ là bằng mọi giá phải chiếm được trái tim của Hồng. Với chiếc điện thoại trên bàn, Bảo soạn tin nhắn gửi đến cho Hồng. Vừa nhìn thấy tin nhắn của Bảo gửi đến, Hồng định không mở ra xem, nhưng chiếc điện thoại cứ kêu liên hồi khiến cho cô khó chịu, bắt buộc cô phải mở tin nhắn ra đọc. "Hồng, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé, tôi sắp lấy vợ nên có chuyện muốn nói với cô." Hồng soạn tin nhắn gửi lại cho Bảo. Chúng ta đâu có chuyện gì để nói, anh lấy vợ tôi cũng mừng cho anh. Tôi không biết, ngày mai tôi đến đón cô. Đúng 7 giờ tối, Bảo lái xe đến chỗ của Hồng, mặc dù bị Hồng từ chối nhưng Bảo đã dùng mọi cách thuyết phục Hồng lên xe ngồi. Nói thật không phải Hồng dễ dãi, mà vì cô cả nể anh ta, dù sao đi nữa thì Bảo cũng là người đã giúp đỡ cho những em nhỏ kém may mắn ở trường cô rất nhiều. Cảm ơn cô vì đã chịu đi cùng tôi. Hồng nhìn bảo rồi trả lời Có gì đâu mà anh cảm ơn chứ Hồng bước lên xe bảo ngồi Cũng là lúc Huy chạy xe đến Anh không tin tưởng thằng em của mình Nên chạy xe theo sau Ngồi trong xe Bảo với chai nước đưa cho Hồng uống Cô uống đi cho mát Tôi cảm ơn anh Hồng không ngần ngại mở nắp chai ra uống Khoảng tầm mấy phút sau Hai mắt của cô díu lại Không thể nào chịu nổi cô gục mặt xuống ghế nhìn ra sau thấy Hồng đã nằm ngủ ngon lành bảo mới nhanh chóng lái xe đến một khách sạn rồi dừng lại. Anh ta đi vào trong nói với lễ tân khách sạn. Cho tôi một phòng, bạn gái tôi sai quá. Dạ đây là chìa khóa và số phòng, mời anh đi lên lầu ạ. Mở cửa bước vào, Bảo nhẹ nhàng đặt Hồng nằm xuống giường. Bởi vì trong chai nước, Bảo đã cho thuốc ngủ vào nên Hồng không biết trời đất gì nữa nhìn người con gái mình thương đang nằm gọn trong tay mình bảo cảm thấy rất mãn nguyện hắn từ từ cởi từng nút áo của cô ra mặc dù hồng không phải là gái đôi mươi nhưng thân hình của cô rất gợi cảm nuột nà như gái mới lớn dục vọng trong người bảo càng trỗi dậy khi hắn ta nhìn thấy hai bờ ngực căng tròn của hồng đang nhấp nhô trong lớp áo lót mỏng manh ấy không chịu nổi bảo cúi người xuống hôn hít khắp người của hồng mở cửa mở cửa nhanh Bảo nghe tiếng gọi ngoài cửa, hắn vội đi xuống với lấy chiếc áo của mình rồi mặc vào và đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, một cú đấm như trời sáng vào má của hắn ta. Đồ đê tiện, mày đã làm gì cô ấy rồi? Quá ngạc nhiên khi thấy Huy có mặt ở đây. Anh, sao anh lại biết chúng tôi ở đây chứ? Bảo vừa mới dứt lời, Huy lại tiếp tục đấm mạnh vào mặt của hắn ta thêm một lần nữa. Mày còn hỏi được nữa, Đường đường là một tổng giám đốc mà đi làm ba cái trò hẹn hạ như thế này sao? Mày ghen đúng không? Cô ấy là của tao. Tao thích cô ấy nên tao muốn làm gì mà chẳng được. Lời thách thức của Bảo làm cho Huy nóng gian cả người lên. Anh không chịu nổi nên đã đi lại đấm liên tục vào mặt của Bảo. Bảo cũng đâu có vừa. Hắn nhanh tay đáp trả lại. Hai người rằng co nhau ra giữa nhà. Nhưng đối với Huy, Bảo không phải là đối thủ. Chỉ tầm mấy phút sau anh đã hạ gục được hắn ta. Với khuôn mặt giận dữ, Huy đi lại giường cởi chiếc áo khoác của mình quấn vào người Hồng, rồi bế sốc cô đi. Ra đến nơi anh kêu một chiếc taxi chạy đến nhà riêng của mình. Nghe mùi thức ăn sọc thẳng vào mũi, Hồng từ từ mở mắt ra. Cô nhìn qua một lượt thấy căn phòng rất lạ. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Huy bưng ra một tô cháo còn nóng hổi. Huy, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây chứ? Huy không nói gì khiến cho Hồng lại càng hoang mang hơn. Cô lấy tay đập mạnh vào đầu rồi nhớ lại tất cả. Rõ ràng là cô đi với Bảo mà, bây giờ lại ở với Huy. Chuyện này rất khó giải thích. "Chú Huy, đã có chuyện gì xảy ra với tôi phải không?" "Chị còn nói nữa sao, chị dễ dãi quá nhỉ, để cho đàn ông muốn làm gì thì làm sao." Hồng nhăn mặt nhìn Huy. "Dễ dãi là sao? Tôi không hiểu gì hết. Chú mau nói ra cho tôi hiểu." cứ ấp a à, ấp úng như thế làm sao được. Chị bị cái tên đó lừa rồi đưa chị vào khách sạn. mai tôi vào kịp, không là chị bị người ta cưỡng hiếp rồi đó. Hồng như muốn gục ngã, cô hiểu người mà Huy nói đến đó là bảo. Nhìn anh ta vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự, vậy mà lại khốn nạn bẩn thỉu như vậy chứ. Chú nói thật chứ, tại sao anh ta lại làm vậy với tôi? Chị đi mà hỏi hắn ta ấy, bằng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn đi tin người khác cố gắng ngồi dậy ăn miếng cháo rồi tôi đưa về. Thái độ của Huy như vậy, cô biết là anh đang tức giận nhiều lắm. Cảm ơn nhiều nhé. Huy nhìn Hồng vừa thương vừa giận, vẫn biết là anh không là gì của cô, nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng muốn ở bên cạnh che chở cho cô. Ở khách sạn, Bảo đau đớn ôm khuôn mặt sưng húp ra về, hắn ta nghiến răng nghiến lợi rít lên từng hồi. Huy, mày nhớ mặt tao đó nghe trong cuộc chiến này nhất định tao phải cho mày thất bại thảm hại mày đã đi rồi không nên quay lại làm gì chỉ chuốc họa vào thân thôi hồng sau khi được huy đưa về nhà cô vừa xấu hổ vừa tức giận tên bảo khốn kiếp đó cô lấy máy gọi cho hắn ta anh thật là bỉ ổi tại sao anh lại dùng cái trò đê tiện đó để làm nhục tôi ở đầu dây bên kia bảo trả lời u ớ tôi tôi xin lỗi cô nhiều Xin lỗi là sao sao, anh nghĩ tôi là con nít nên dễ dụ như vậy sao? Từ nay xin anh đừng đến làm phiền tôi thêm nữa, chào anh." Bảo không cam lòng, hắn ta tính nói thêm vài câu nữa nhưng cô đã tắt máy từ lúc nào. Tại xưởng may B. "Anh Huy ơi, có chuyện rồi. Hàng chúng ta xuất sang nước ngoài bị lỗi, khách hàng trả về hết trơn luôn." "Sao lại xảy ra chuyện đó được? Chẳng phải trước khi xuất hàng chúng ta đã kiểm tra kỹ càng rồi mà?" em cũng không rõ, chỉ có một vài cái bị rách và lỗi thôi. Nhưng khách hàng ở nước ngoài khó tính nên họ trả về. Giờ giám đốc đang tức giận và mời anh lên để giải quyết mọi việc. Ừ, giờ cậu cứ cho công nhân làm bình thường, để tôi lên xem thử. Dạ, em biết rồi. Bảo đang cùng với ông Hoàng ngồi ở bàn, nhìn thấy Huy đi vào, hai người họ tức giận ném chiếc áo bị lỗi vào người Huy. Huy, con làm ăn thế này sao? Bố đã tin tưởng cho con vào công ty làm việc, vậy mà con làm bố thất vọng quá." Huy nhặt chiếc áo lên xem đi xem lại. Anh biết là lô hàng lần này rất quan trọng nên cho người kiểm tra rất kỹ, vậy tại sao lại xảy ra sơ suất như vậy được chứ? "Con xin lỗi bố." "Hay quá nhỉ, làm sai xin lỗi là xong ư? Ừ. Anh Huy, làm ăn kiểu này có ngày công ty sẽ thuộc về người khác đấy." Lời châm chọc của thằng em cùng cha khác mẹ khiến Huy rất bực anh chỉ muốn đi lại đấm vào mặt hắn ta cho đỡ tức tôi làm sai tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nên giám đốc không phải lo gì hết nói xong với bảo anh quay sang nói với ông hoàng ngày mai con sẽ bay sang bên đó để thương lượng lại với họ bố giúp đỡ con nhé bảo cười nhạt anh nghĩ anh là ai chứ ở bên nước ngoài không giống như bên mình đâu anh đừng có tưởng bở anh đi sang bên đó có khi họ không thèm tiếp nữa đó là chuyện của tôi Tôi làm sai thì tôi sẽ có trách nhiệm để sửa, nên mong giám đốc đừng nói gì nữa hết. Được, bố sẽ tin con một lần này nữa. Khách hàng lần này là khách hàng lớn, nên con phải làm cách nào để họ tin tưởng công ty mình. Nếu để tuột mất cơ hội sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công ty, con hiểu chứ? Dạ con hiểu. Qua ngày hôm sau, Huy một mình khăn gói đi ra sân bay, anh phải cố gắng hết mình để đem lợi ích về cho công ty nếu mất khách hàng đồng nghĩa với việc lương của công nhân bị giảm điều đó anh không muốn chút nào lần này đi chắc cũng cả tuần mới về được nên anh sợ hồng ở nhà sẽ trông nên lấy máy ra gọi cho cô alo chị hồng à em phải đi xa một thời gian chị ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé ở đầu dây bên kia giọng của hồng vang lên chú huy đi đâu vậy em đi công chuyện thôi ít bữa em về nhớ ăn uống đầy đủ làm việc ít thôi nhé Lời dặn dò của Huy khiến cho Hồng rất ấm lòng. Sự có mặt của Huy bao ngày qua đã trở thành một thói quen đối với cô. Nhiều lúc cô nghĩ đó có phải là tình yêu không? Hay chỉ là tình bạn tri kỷ? Thả điện thoại xuống, cả người Hồng cảm thấy rất buồn. Đàn ông đối với cô giống như chơi trò ú tim vậy. Cô chưa thể tìm được ai là bến đỗ cuối cùng. Họ đến với cô chỉ là vì mục đích riêng. Tâm cô tốt mà sao lúc nào cũng phải chịu khổ. Nghĩ như vậy cô lại bắt đầu khóc, cô khóc cho thân mình mang kiếp hồng nhan bạc phận. Đã mấy lần cô quyết tâm tránh mặt Huy, nhưng do duyên phận hay sao mà cô không thể làm được. Huy, tại sao anh lại đến bên cuộc đời tôi chứ? Tôi đã hứa với lòng sẽ không bao giờ suy nghĩ về anh nữa, nhưng tại sao, tại sao hình bóng của anh luôn xuất hiện trước mắt tôi? Đúng là tình yêu không bao giờ làm theo lý trí chỉ làm theo nhịp đập của trái tim. Huy sau khi sang đến nơi, anh đã gặp trực tiếp chính khách hàng của công ty mình. Với trình độ ngoại ngữ giỏi và tài ăn nói lưu loát của mình, Huy đã dần chiếm được tình cảm từ họ. Sau một thời gian thuyết phục, khách hàng đã đồng ý cho xuất hàng theo dự kiến, với điều kiện là phải kiểm tra lại toàn bộ số hàng ấy. Huy mừng lắm, anh tức tốc gọi điện về nước báo tin. Người vui nhất phải nói đến đó là ông Hoàng. Qua sự việc lần này, ông không dám đánh giá thấp con trai mình nữa. Nhìn Huy ông như được sống lại thời tuổi trẻ năm xưa. Ngược lại với sự vui mừng của ông Hoàng, đó là một thái độ hậm hực xen lẫn hờn ghen của Bảo. Anh ta cứ nghĩ qua sự việc lần này sẽ đuổi được Huy ra công ty. Ai giải tình thế thay đổi, khiến hắn ta rất bực mình. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, Bảo gọi cho ai đó. Alo, hãy làm cho mấy lô hàng đó không được xuất đi cho tôi. Ở đầu dây bên kia trả lời lại Chuyện này hơi khó Tôi sợ tôi không dám làm nữa đâu Làm xong tôi sẽ cho 500 triệu Dù thêm mấy người nữa làm cho lẹ Nghe đến tiền người kia sáng mắt ra Dạ dạ để tôi làm Nhưng anh phải đảm bảo sự an toàn cho chúng tôi Nếu để anh Huy biết được sẽ không tha đâu Yên tâm đi Nó đang ở bên nước ngoài tranh thủ làm luôn nhé Dạ ok anh Theo dự kiến Thì ngày mai Huy mới về nước nhưng anh sợ lô hàng lại xảy ra sơ sót như bữa hôm nên tranh thủ về sớm trong đêm, đặt chân xuống sân bay trời cũng đã khuya. Anh không gọi điện báo trước cho ai biết mà lặng lặng một mình đi vào công ty. Bác bảo vệ nhìn thấy anh thì vui vẻ mở cửa cho anh vào trong. "Cậu Huy, sao đến công ty muộn vậy?" "Dạ cháu có việc, nhờ bác mở cửa cho cháu vào trong kiểm tra ít hàng để ngày mai xuất đi được không ạ?" À? Tuy là anh mới vào làm một thời gian ngắn, nhưng ở đây ai cũng quý cũng biết mặt của anh ừ được cậu cứ vào tự nhiên đi nhé dạ cháu cảm ơn bác tối nay không có xưởng nào làm đêm nên cả công ty rất yên ắng huy từ từ đi lại chỗ hàng bị trả về để xem thử vừa đi được một đoạn thấy có ánh đèn pin le lói cộng thêm đó là tiếng động sột soạt huy lấy làm lạ ai mà còn chưa về nữa đây rõ ràng hồi nãy bác bảo vệ bảo là công nhân về hết rồi cơ mà vừa đi vừa thắc mắc trong đầu khiến cho Huy càng tò mò hơn. Anh nhẹ nhàng đi lại gần hơn một chút, thì cảnh tượng trước mắt làm anh hoảng hồn. Có một nhóm người đang hì hục lấy kéo cắt những chiếc áo mà cả xưởng anh bỏ công sức ra may. Quá phẫn nộ với hành động ác độc của bọn họ, Huy chợt hét lớn lên. Các người đang làm gì với đống hàng của tôi vậy? Cả đám người đó nghe tiếng hét ở sau lưng thì bất ngờ quay lại, mặt của bọn họ tái xanh không còn một giọt máu. Cậu 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 Huy cậu về lúc nào vậy? nhìn qua mấy người bọn họ là anh biết họ là công nhân làm trong xưởng của mình. tại sao các người lại làm vậy? ai đứng sau chuyện này? nếu các người không nói tôi sẽ đi báo công an. mấy người đó sợ hãi miệng lắp bắp liền quỳ xuống trước mặt Huy để cầu xin. xin xin cậu tha cho chúng tôi vì tiền che mắt nên chúng tôi đã chót dạ nhận tiền của người ta. là ai mau nói? Dạ đó là tổng giám đốc Bảo ạ rất đúng với những gì mà Huy đã suy nghĩ. Bởi vì anh làm việc rất cẩn thận, không có lý do gì ngoài việc bị người ta bày mưu hãm hại. Nếu các người không muốn đi tù thì nhất định phải nghe lời tôi. Dạ, cậu nói sao bọn tôi nghe vậy? Sáng nay Bảo đi làm với một tinh thần vui vẻ lạc quan. Hắn ta chắc như đình đóng cột là số hàng xuất đi của xưởng may Huy đã bị phá nát. Vừa đến công ty cô thư ký đã thông báo anh bảo hôm nay có cuộc họp đột xuất. Ai tổ chức cuộc họp này vậy? Dạ là chủ tịch ạ. Ừ, tôi biết rồi. Đúng 7 giờ sáng mọi người có mặt đầy đủ, cuộc họp chuẩn bị bắt đầu. Hôm nay tôi mở cuộc họp này là có lý do. Tôi vừa mới nhận được một cuộc điện thoại của một công nhân làm trong công ty. Anh ta có đầy đủ bằng chứng cho việc một người làm lãnh đạo công ty đang cố ý phá nát những lô hàng xuất đi nước ngoài nghe ông hoàng nói đến chuyện đó cả người bảo run lên, chai nước hắn cầm trên tay để uống, vì thế cũng rơi xuống nhà. Mọi người ai cũng nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên. bắt đầu có những tiếng xì xào to nhỏ khiến cho chống ngực của bảo càng đập mạnh hơn. ai cũng sốt ruột chờ xem có chuyện gì xảy ra. vẫn từ ngoài cửa huy đi vào, bảo chết lặng. hắn ta không thể giữ nổi bình tĩnh, hai tay bám chặt vào mép bàn không chỉ bảo mà ngay bản thân của ông Hoàng cùng mọi người ở trong phòng ai nấy cũng đều ngạc nhiên sửng sốt. Không để mọi người chờ lâu, Huy với dáng vẻ hiền ngang bắt đầu lên tiếng. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Tôi mới từ nước ngoài trở về và đã thương lượng thành công với bên phía khách hàng. Theo lịch trình thì hôm nay tôi mới lên máy bay về nước. Nhưng tôi không yên tâm đã về trước dự kiến và đã phát hiện ra một sự thật khủng khiếp đó là lô hàng xuất đi của xưởng may b bị cắt bỏ hết mà người đứng sau chuyện này không ai khác lại chính là người trong công ty mình tất cả mọi ánh mắt dồn lên người của huy anh quay xuống dò xét thái độ của bảo nhìn hắn ta lúng túng mặt tái xanh như tàu lá chuối huy lại tiếp tục nói thêm mọi người có muốn biết người bày ra cái trò đó là ai không ông hoàng nhìn con trai rồi lên tiếng cậu cứ nói tên người đó ra để mọi người cùng biết Dạ thưa chủ tịch. Huy đưa con mắt nhìn sang bảo, hắn ta sợ quá vã cả mồ hôi trên trán. Chính là anh ta, tổng giám đốc công ty. Bị điểm mặt chỉ tên, bảo tức giận đứng dậy quát thẳng vào mặt của Huy. Anh có bằng chứng gì không mà đến đây ăn nói hàm hồ? Tôi có bị điên đâu mà lại đi làm mấy trò bẩn thỉu đó. Mà mọi người nghĩ thử xem tôi làm được như vậy thì được cái gì? Công ty mà tổn thất thì tôi và ba tôi cũng phải chịu theo chứ sao? Đúng, Giám đốc Bảo phân tích rất đúng, chẳng có lý do gì mà cậu ấy lại làm như vậy. Đợi cho mọi người nói xong, Huy mới đi ra kêu mấy người đàn ông ở ngoài cửa. Các anh hãy vào đây, trình bày lại tất cả sự việc cho mọi người cùng nghe. Lần này Bảo như muốn tụt huyết áp thật sự, hắn ta bối rối đứng ngồi không yên. Ông Hoàng vẫn ngồi im lặng quan sát tất cả mọi thứ. Hai người đàn ông đi cùng với Huy đã kể lại hết tất cả sự việc đi cùng với lời nói đó là hình ảnh chuyển khoản tiền của Bảo dành cho bọn họ. Lần này không thể chối cãi, Bảo gục mặt xuống bàn hối hận về việc mình đã làm. Phản ứng của mọi người trong cuộc họp rất dữ dội, họ yêu cầu ông Hoàng sa thải chức vụ tổng giám đốc của Bảo ngay lập tức. Dưới sức ép của các cổ đông, ông Hoàng không còn cách nào khác, đành phải đau khổ sa thải Bảo chỉ trong vòng một nốt nhạc. Bảo đứng ngây người ra, Hắn ta không ngờ cuộc đời mình lại trở về con số không như vậy. Bố làm vậy con không phục, công ty này là của con. Ông Hoàng với khuôn mặt giận dữ tuyên bố cuộc họp chấm dứt. Qua sự việc lần này, cả công ty xáo trộn hết cả lên. Ai cũng thắc mắc một điều là tại sao Bảo lại đi làm mấy chuyện vô nghĩa đó. Tôi đến ông Hoàng mở cuộc họp gia đình. Bà Lệ Hoa vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra ở công ty nên buột miệng hỏi chồng. Ông làm gì mà có thái độ giận dữ như vậy? Bà còn hỏi được nữa sao? Cái thằng con quý tử của bà gây ra chuyện động trời ở công ty rồi kìa. Tôi chắc phải đảo lỗ mà chui xuống đất, may ra mới hết nhục nhã. Bảo nghe bố mình nói xong, hắn ta liền quỳ xuống xin lỗi dối rít. Bố và anh Huy hãy tha thứ cho con. Con lỡ dại nên đã gây ra chuyện, chỉ vì một chút hờn ghen mà con đã đánh mất đi chính mình. Bà Lệ Hoa vẫn chưa hiểu ra vấn đề, có chuyện gì làm ơn nói cho tôi biết với Huy nhìn bà dì ghẻ rồi nói Dạ thưa dì Em bảo đây đã gây ra một chuyện Mà không ai có thể ngờ tới Em mới sợ con cướp mất chức tổng giám đốc Nên đã cho người phá nát lô hàng Của xưởng con quản lý Hòng đuổi con ra khỏi công ty Nhưng dì biết không Mẹ của con luôn theo để phù hộ cho con Nên con đã tai qua nạn khỏi Và còn bắt được thủ phạm hại mình nữa và cái chức tổng giám đốc của em bảo cũng bay màu chỉ sau vài giây. từng lời từng chữ của huy nói ra khiến cho bà dì ghẻ ngại đỏ hết mặt mũi. bà ta không thể nói được gì ngay lúc này liền xấu hổ quay mặt đi lên lầu. cốc cốc cốc. con vào được không mẹ? nghe tiếng con trai ngoài cửa, bà lệ hoa nhanh chân ra mở cửa. mày còn mặt mũi lên gặp mẹ nữa sao? bao nhiêu công sức của mẹ mày đem đổ sông đổ biển hết rồi con ơi bà ta vừa nói vừa lấy tay đấm mạnh vào người của bảo hắn ta đau khổ ngồi sụp xuống nhà mẹ tha lỗi cho con con cũng đâu biết sự việc lại đi quá xa như vậy con cứ ngỡ qua lần này sẽ đuổi được cái thằng trời đánh đó ra khỏi công ty chứ ai ngờ nó lại về đột xuất như thế mày đánh giá nó quá thấp rồi con ạ à. làm chuyện gì cũng phải bàn bạc trước với mẹ cứ tự ý mà làm giờ thấy hậu quả trước mắt không vậy giờ phải làm sao mẹ con thấy bố rất giận giờ còn làm được gì nữa đây chỉ có cách dùng tiền để mua chuộc mấy cổ đông để họ phục hồi chức giám đốc lại cho con thôi mà tiền nhà mình bố giữ hết con chỉ có mấy miếng đất làm vốn thôi giờ cần đâu thể bán liền được để đó từ từ mẹ tính cho dạ mẹ khi còn lại một mình trong phòng bà lệ hoa mới lấy máy gọi cho ai đó alo anh phải không số tiền bữa hôm em chuyển cho anh còn nữa không ở đầu dây bên kia vội vàng trả lời lại anh dùng để đầu tư hết rồi em ạ à. em cần tiền để làm gì vậy thằng bảo nó ngu nên bị lão hoàng đuổi cổ ra khỏi công ty rồi giờ chỉ còn cách dùng tiền để tạo các mối quan hệ thôi vậy hả tại sao lại xảy ra chuyện động trời đó được anh giờ cũng không còn đồng nào nữa em xem tìm cách giúp thằng bé đi nhé thì em đang tìm cách đây anh tiêu tiền vừa phải thôi nha đợt này em hơi kẹt nên anh đừng hỏi tiền em nữa nha Em lại bắt đầu rồi Anh có phải dùng để ăn tiêu hoang phí đâu Mà anh dùng để đầu tư Chỉ mong nhanh có lời cho em có một cuộc sống thoải mái Và chờ ngày hai chúng ta về chung một nhà Nghe những lời có cánh được thốt ra từ đầu dây bên kia Bà Lệ Hoa giống như trở về thời tuổi đôi mươi Nói chuyện nhõng nhẽo Ghét ghê, ngày mai gặp nhé, nhớ lắm luôn Ừ, tình yêu của anh, mai đến chỗ cũ anh đón nhé Dạ ok anh, mặc dù mình là người trực tiếp sa thải con trai nhưng ông hoàng vẫn cảm thấy áy náy trong lòng dù có sai hay đúng thì bảo vẫn là đứa con trai mà ông hết lòng thương yêu bố đang suy nghĩ gì vậy nghe tiếng huy từ đằng sau ông quay người lại nhìn huy tại sao con lại làm vậy thằng bảo nó sai thì con phải về bàn bạc lại với bố chứ con làm như thế chẳng khác nào để em mình xuống vực sâu huy cười rồi nói hóa ra Bố đang suy nghĩ về chuyện của thằng Bảo sao? Đã leo lên chức tổng giám đốc rồi thì con nghĩ cái đầu của nó phải nhiều sạn hơn con chứ. Tại sao lại phải đi làm mấy cái trò bẩn thỉu đó? Chuyện này không thể nói là bồng bột không suy nghĩ được, mà nó thuộc về bản chất của con người, bố hiểu không? Lời con trai nói ra tất nhiên là ông hiểu. Con người ai mà chẳng mắc sai lầm hả con? Giờ thằng Bảo nó biết sai rồi, nên con tha thứ cho nó, để hai anh em hòa hợp, sau này còn chung sức quản lý công ty nữa. Con không tha thứ Công ty này là công sức của mẹ con góp vào Con không cho phép bất kỳ một người nào Có ý định phá hoại nó Ông Hoàng đứng đơ người Ông biết Huy bây giờ đã trưởng thành Và quyết đoán hơn xưa Nên việc thuyết phục đối với anh Là điều không thể Cái chức tổng giám đốc công ty bây giờ Vẫn còn đang bỏ trống Mẹ con nhà bảo đang ra sức xoay tiền Để mua lại cái chức đó Một thời gian sau tiền cũng đã có Cộng thêm tài ăn nói của mình nên bảo đã được phục hồi chức vụ một cách nhanh chóng huy nghe tin anh cảm thấy rất buồn xã hội thời nay sống vì đồng tiền mà bỏ quên nhân cách của con người cũng chính vì chuyện này mà bảo mỗi lần gặp huy đều dở giọng trâm trọng à anh huy đã nghe tin gì chưa em lại chuẩn bị được ngồi vào cái chức tổng giám đốc rồi đấy huy chẳng nói gì anh chỉ nhìn hắn ta một cái rồi đi ấy anh huy sao đi vội thế ở lại nói chuyện tí cho vui tao và mày không có chuyện gì để nói đừng đắc ý sớm cứ từ từ mà tận hưởng kẻo sau này xa cơ lỡ vận thì hụt hẫng chới với bảo nghe huy nói hắn ta tức anh ách ở lồng ngực được để xem trong cuộc chiến này tôi và anh ai sẽ thắng huy quay lại cười hãy cạnh tranh công bằng chứ đừng giở mấy cái trò hèn hạ ra như bữa hôm mà đánh mất nhân cách của mình nhé huy buồn lắm Người mà anh có thể tâm sự lúc này đó chính là Hồng. Nhớ đến cô anh lấy máy ra gọi. Chị Hồng ơi, tối nay đi uống cà phê với em nhé. Hồng nghe giọng Huy có vẻ hơi tâm trạng nên cô rất lo. Chú Huy có chuyện gì không mà nghe giọng buồn như thế? Không có chuyện gì đâu, tại em đang nhớ chị đấy. Chị chuẩn bị đồ 30 phút nữa tôi sang đón. Hồng như muốn dụng tim vì lời nói của Huy cứ mỗi lần được nghe giọng nói ấy là trái tim hồng lại bắt đầu đập lỗi nhịp cô cứ tặc lưỡi đứng cười một mình rồi lẩm bẩm trong miệng hồng ơi mày già rồi mà sao mày không có khôn chẳng có người đàn ông nào yêu mày thật lòng đâu mà ngồi đó cứ mơ với mộng nữa ê chị hồng đang suy nghĩ gì đó tiếng cây hoa làm chung nói vọng bên tai làm cho hồng phải giật mình quay về thực tại em làm chị hết hồn hết vía chắc đang tương tư anh nào phải không có đâu chị già cả thế này có ai mà yêu chứ. Chị đừng có giấu em nha. Cái anh Huy đẹp trai gì đó thấy hay đến tìm chị. À chị và Huy chỉ là bạn bè thôi. Cậu ấy thua chị mấy tuổi luôn thì làm sao mà xảy ra tình yêu được. Tình yêu đâu quan trọng tuổi tác. Miễn hai người thương nhau là được. Hồng nghe Hoa nói cô cũng ử đại cho qua chuyện. Chị cũng mong là vậy. Thôi giờ chị có việc chị vào thay đổi chút đã. Dạ chị nhớ về sớm nha. Ừ, em buồn ngủ, cứ ngủ trước đi nhé. Dạ chị. Hôm nay Hồng cố tình mặc một chiếc đầm màu hồng rất xinh xắn. Phải nói rằng cô lên đồ rất đẹp, không khác gì diễn viên người mẫu. Ra đến cổng Huy cứ đứng đơ ra nhìn cô không chớp mắt. Huy, chú nhìn gì tôi mà giữ vậy? Huy ngại quá quay về trạng thái bình thường. Chị Hồng đẹp lắm luôn. Được khen hai má của Hồng ửng đỏ lên vì ngại. Tôi có đẹp gì đâu Già rồi đâu có bằng mấy em gái tuổi đang còn trẻ Mà chú Huy cứ khen làm cho tôi ngại Em nói thật mà Chị rất đẹp Anh vừa nói vừa đưa tay ra Vén mấy lọn tóc đang dính vào má cô Hành động dễ thương của Huy dành cho Hồng Vô tình lọt vào mắt của Hoa Cô ta tặc lưỡi Cứ đứng như trời chồng nhìn hai người bọn họ Yêu nhau vậy mà lúc nào hỏi Cũng chối đầy đầy Thấy mà phát ghét ra đến quán cà phê huy không sẽ vào mà anh chạy thẳng đến quán nhậu hồng không bằng lòng cô đấm mạnh vào vai huy chú bảo chở tôi đi uống cà phê sao lại vào chỗ này vào đây uống với em vài ly tôi làm gì biết uống rượu huy cứ mặc kệ lời cô nói ở sau lưng đi vào đến nơi tất cả mọi người ở quán ai cũng nhìn hai người họ vì quá đẹp đôi huy kéo ghế mời hồng ngồi xuống chị ngồi xuống đi nếu không uống được cứ ngồi im nhìn em uống chú có bị dở hơi tập bơi không tự nhiên đưa tôi vào mấy chỗ này làm gì không biết huy ngồi nhìn hồng say đắm có lẽ trái tim anh đã dành quá nhiều tình cảm cho cô em dở hơi mới yêu chị này mồi với bia được nhân viên đưa ra huy mở một lon đưa ra trước mặt của hồng chị uống thử xem có ngon không từ nhỏ tới lớn tôi chưa uống bao giờ nên rất sợ chú uống nhanh còn chở tôi về nữa thì chị cứ thử một ngụm xem sao Không thể từ chối nổi Hồng Đành đưa lon bia lên uống một ngụm Cây vị đắng của bia Nó lan tỏa trong miệng khiến cô rất khó chịu Nhăn hết mặt mũi Đắng quá Thì có ai bảo bia ngọt bao giờ đâu Bọn em đâu sung sướng gì Cố gắng ngậm đắng nuốt cay thôi Trời ai bắt uống đâu mà kêu chứ Vậy mà có đôi lúc buồn nhờ nó Mới giải được sầu đó chị Nhìn vào khuôn mặt của Huy hồng hiểu được tâm trạng của anh lúc này cô quen anh lâu rồi nên cũng biết hoàn cảnh gia đình anh không được trọn vẹn chú đừng buồn mỗi người mỗi số phận tôi cũng đâu sung sướng gì nhưng cuộc sống không cho phép mình gục ngã nên bắt buộc mình phải chịu thôi vậy chị uống với em cho đời hết buồn nhé để em rót vào ly có đá cho chị dễ uống hơn hồng gật đầu ừ chú rót đi tối nay tôi thử uống xem có hết buồn không mới mấy, mấy ngụm đầu thì cảm thấy khó chịu nhưng khi đã uống hết một lon cô cảm thấy dễ chịu hẳn cho tôi thêm một lon nữa chị uống từng đó là đủ rồi uống nhiều sẽ say đấy không sao chú cứ rót thêm cho tôi một lon nữa đi không chừng đô tôi lại cao hơn chú đó nha huy cười chị cứ hay đùa làm sao mà qua nổi em được nói cho vui miệng vậy thôi trước khi đã hết hai lon bia mặt hồng đỏ bừng lên giọng nói có phần hơi lệch lạc người ta nói càng uống càng hăng tôi muốn uống nữa chú mau rót cho tôi thêm nữa đi không chị đừng uống nữa chị sai rồi tôi chưa sai tôi uống để cho quên hết sự đời vừa đúng lúc huy có điện thoại thấy số gọi đến quan trọng anh nói với hồng chị hồng ở đây em ra nghe điện thoại chút rồi vào nhé ừ chú cứ đi đi khi huy rời đi mấy người ở trong quán cứ nhìn cô với ánh mắt tò mò Nhất là mấy gã ngồi bàn bên cạnh Nhìn cô xinh gái hấp dẫn Liền mang một cốc bia sang mời Em gái thật là tuyệt Có thể uống với anh vài ly được không Tuy là đang say chóng mặt Nhưng nhìn mấy gã đó Cô biết họ không đàng hoàng tí nào Xin lỗi anh tôi sai rồi Nên không uống thêm được nữa Cô em khiêm tốn quá Uống thêm một chút nữa có sao đâu Hồng xua tay từ chối thêm một lần nữa Tôi không uống đâu Các anh thông cảm một tay trong số đó đưa tay lên vuốt vào má cô. Em gái đẹp lắm, tối nay có thể đi phục vụ bọn anh được không? Tiền anh trả gấp đôi. Cái hành động vô duyên của gã đó lập tức đập vào mắt Huy. Một cú đấm như trời giáng vào má của hắn ta. Tránh xa bạn gái tôi ra. Tên đó bị đánh đau nên đứng dậy ôm mặt mà nghiến sang nghiến lợi. Nhóc con, mày dám đánh tao. Ai cho phép anh đụng vào bạn gái tôi? Tao thích mày làm gì được tao? Sẵn comment bia trong người Huy không ngần ngại đánh hắn ta thêm một cái nữa Thấy bạn mình bị đánh Mấy gã kia xông vào đòi đánh Huy Nhưng với thân thủ nhanh nhẹn Huy đã tránh được mấy đòn Hồng đứng bên cạnh cả người du lên bẩn bật Tôi xin các anh đừng đánh nhau nữa Nhưng đàn ông một khi đã hăng lên Thì chẳng ai ngăn cản nổi Cuộc chiến vẫn không kết thúc Huy mặc dù đã tránh được mấy đòn nhưng vẫn bị tên kia lấy vỏ bia đập vào đầu chảy máu tung tóe. Hồng sợ quá hét lên. Máu, bạn tôi bị đánh chảy máu rồi. Một lúc sau Huy được mọi người sơ cứu vết thương. May mà vết thương không sâu lắm nên không phải đi viện. Mấy anh công an cũng có mặt kịp thời để giải quyết sự việc. Hồng thì hết hồn hết vía khóc ẩm lên. Cô đi ra bắt một chiếc taxi để hai người cùng về. Nhà chú ở đâu để tôi đưa về? Em không về nhà đâu, Bố em mà thấy ông sẽ không vui Chị nói anh tài xế chở em đến khách sạn nào đó cũng được Ở một mình lỡ tối có chuyện gì thì sao Không sao đâu chị Nếu em mà chết chị có thương em không Câu hỏi nửa thật nửa đùa của Huy Làm cô không yên tâm Phủi phui cái mồm Nói toàn điềm gở không à Để tôi đưa chú vào khách sạn ngủ nhé Ngay Hồng nói sẽ đưa mình vào khách sạn Huy mừng rỡ giả bộ nhõng nhẽo À đau quá chị Hồng ơi Hồng cuống lên Đau ở chỗ nào khổ lắm đi thôi Tự nhiên đang yên đang lành đi đánh nhau làm gì không biết Thì ai bảo mấy tên đó Nó có ý định xấu với chị Chị là của em Không ai được phép đụng vào ngoài em ra chị hiểu không Đúng là trẻ con Bữa sau mà như vậy nữa tôi nghỉ chơi với chú luôn đó nha Em biết rồi Lúc nào cũng dọa nghỉ chơi Em sợ chị lắm luôn Hồng quay ra nhìn Huy rồi cười Nụ cười của cô đẹp tựa nắng mai làm cho trái tim Huy lúc nào cũng phải thổn thức. "Chú nhìn gì tôi mà dữ vậy?" "Tại chị đẹp nên em mới nhìn thôi, chứ nhiều người đứng trước mặt bảo em nhìn chưa chắc đó nha." Hồng bĩu môi, chỉ được cái khéo miệng là giỏi thôi. Xe chạy đến cổng khách sạn, Hồng Dục Huy xuống xe. "Chú xuống trước đi. Chị không vào với em sao? Lỡ tối em đau rồi mệt ai lo cho em đây?" "Ôi trời, anh ta coi cô như là một người mẹ vậy đó." chú tự lo chứ ai lo cho nữa tôi có phải mẹ chú đâu thôi em năn nỉ chị đấy cái đầu em nó đau kinh khủng chị không thương em sao thế huy nhằn nhó hồng thấy sợ dù gì anh ta cũng vì cô mà đánh nhau với người ta giờ cô bỏ về thì làm sao coi được vậy để tôi vào với chú chúng ta thuê hai người hai phòng nhé tối mà mệt chú cứ gọi điện tôi chạy sang được ạ à? nói thật đây là lần thứ hai cô đi vào khách sạn lần đầu tiên thì do tên bảo dở trò nên cô không biết còn lần này là cô tự nguyện nên cô rất ngại cứ đi nép sang một bên làm gì mà mặt chị đỏ bừng vậy ngài huy nói hồng bối rối tại tại tôi không quen vào khách sạn thấy mọi người cứ nhìn tôi ngại quá luôn hay chúng ta về đi huy nhìn hồng anh cảm thấy cô có một sự dễ thương không hề nhẹ có gì đâu mà ngại chị làm như đây là lần đầu tiên vào khách sạn ấy thì thì đúng là lần đầu tôi vào khách sạn mà huy nheo mắt cười tinh nghịch chị có vào nhanh không chứ giờ em vừa đau vừa mệt đây này hồng lẩm bẩm trong miệng thật đúng là phiền phức tự nhiên lo chuyện bao đồng chị nói gì vậy hồng cười không có gì chú nhanh đi vào hỏi phòng nhé vào đến nơi huy vừa hỏi vừa nháy mắt với chị lễ tân chị ơi cho tôi hỏi ở đây còn phòng nữa không dạ dạ còn ạ Hồng nhanh nhảu đi lại nói lớn lên. Cho chúng tôi hai phòng nhé. Chị Lễ Tân nhìn Hồng rồi lại nhìn Huy. Dạ, hiện tại khách sạn của chúng em còn duy nhất đúng một phòng nữa thôi. Hồng bắt đầu thấy lo lắng. Còn một phòng thì làm sao đây? Huy, chúng ta đi chỗ khác coi sao. Hồng vừa nói xong, Huy ôm đầu gục xuống. Trời ơi, sao đau thế này chắc chết mất thôi. Chị mà cứ như thế này là em không sống nổi. Cứ lên phòng nằm nghỉ tạm rồi ta tính tiếp chú đau sao hay là tôi đưa chú đi bệnh viện nhé huy đưa tay xua đi xua lại không cần đâu giờ lên nằm nghỉ chút là hết đau à vậy thì nhanh lên chị dìu em lên phòng được không hồng nhăn mặt miễn cưỡng đồng ý thôi được để tôi dìu lên lớn rồi mà giống con nít quá được hồng dìu đi huy vui sướng quay mặt lại cười cảm ơn chị lễ tân lên đến phòng huy đem chìa khóa cho hồng mở cửa Chị mở cửa dùm em với Ừ đưa chìa khóa tôi mở cho Cánh cửa mở ra Nhìn thấy chiếc giường Huy đi lại nằm xuống Còn Hồng cứ đứng nhìn xem chỗ nào hợp lý Để mà còn nằm nữa Tối nay tôi ngủ dưới đất nhé Huy Lúc nào đau hay mệt thì cứ gọi tôi Huy nghe cô nói xong chẳng nói gì Liền ngồi dậy cởi áo rồi tháo giày ra Anh tính cởi luôn quần dài Thì Hồng hét lên Chú, chú làm gì vậy Em cởi đồ chứ làm gì nữa Chú bị điên à? Tôi đang đứng trước mặt mà chú dám ngang nhiên cởi đồ là sao? Ôi trời, chị làm như gái mới lớn ấy. Em mặc đồ dài nóng không chịu được. Hồng Ngại lấy tay che hết mặt. Chú làm vậy là tôi đi về và nghỉ chơi luôn đấy. Biết cô đang xấu hổ, Huy cố tình chọc thêm nữa. Em cởi nha chị Hồng. Đừng cởi, chú mà cởi là tôi đi về ngay bây giờ luôn. Huy biết tính Hồng nên chỉ giỡn một xíu vậy thôi, chị đã dụ được cô vào đây mà để cô về thì tiếc lắm. Thôi, em trêu chị đấy, chị lên giường ngủ, em ngủ dưới cho. Chú cứ ngủ trên giường cho khỏe, để tôi ngủ đây cho. Em là đàn ông con trai, mà để cho chị ngủ dưới đất có đáng mặt đàn ông không? Chú đã có lòng thì tôi không khách sáo. Nói xong, Hồng leo lên giường ngủ ngon lành, vì có hơi men trong người nên đặt lưng xuống là cô ngủ ngon lành không biết trời đất gì nữa. Đến nửa đêm tự nhiên thức giấc thấy có hơi ấm phả vào bên tai. Cô hốt hoảng quay mặt lại. Hóa ra là Huy đang ôm chặt lấy người cô. Cô hét toáng lên. Chú, sao chú lại lên đây ngủ chứ? Còn ôm tôi nữa, chú có muốn chết không? Nghe tiếng hét thất thanh của Hồng, Huy giả bộ không nghe. Anh càng lấy tay siết chặt người cô hơn. Hồng không còn cách nào khác cứ gỡ tay Huy ra khỏi người mình. Hai mắt Huy vẫn nhắm không chịu mở ra. Hồng bực mình quát lớn thêm một lần nữa chú có buông tay ra khỏi người tôi không người gì đâu mà nói không nghe như vậy miệng huy lẩm bẩm em yêu chị cho em ôm chị thêm một tí nữa nghe những lời thủ thủy bên tai tự nhiên trái tim hồng đập loạn nhịp cái cảm giác này rất khác với những người đàn ông đã đi qua đời cô hơi ấm của huy tỏa ra khiến cho hồng cảm thấy rất dễ chịu khi thấy cô đã nằm yên huy bật dậy đặt vào môi cô một nụ hôn mãnh liệt hồng không có phản ứng gì Cô ngây ngất với vị ngọt trong khoang miệng của Huy đem lại, có lẽ giờ đây dục vọng đã chiếm hết lý trí của cô. Huy nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi của mình vòng ra phía sau tai, rồi vòng xuống dưới cổ của Hồng. Cả người Hồng bắt đầu cong lên, giống như có một luồng điện chạy dọc xương sống. Cô nhắm mắt từ từ tận hưởng cái cảm giác dễ chịu ấy. Một lúc sau, quần áo trên người Hồng và Huy đã được lột sạch hồng như ý thức được điều gì cô đẩy người huy ra rồi nói đừng đừng tôi sợ lắm hồng anh yêu em không có gì phải sợ cả anh sẽ chịu trách nhiệm hết tất cả qua đêm nay hai chúng mình sẽ cưới nhau nhé mặc dù rất muốn dứt ra nhưng hồng không thể cái thân hình cường tráng của huy đẻ mạnh lên người cô không thể chịu được thêm nữa hồng kêu lên một tiếng à đau quá em chịu khó một tí nhé anh yêu em rất nhiều hồng à từng nhịp lên xuống của huy đã dần thay thế cái cảm giác đau đớn ấy và thay vào đó là một cảm giác sung sướng hạnh phúc không thể nào tả được khi hồng cảm nhận được thứ nước ấm chảy vào cơ thể của mình anh quay sang ôm lấy hồng mà siết chặt vào lòng mình cảm ơn em vì đã tin tưởng anh hồng không nói gì cô hạnh phúc nép vào ngực huy cô cảm nhận người đàn ông này rất ấm áp có thể là chỗ dựa vững chắc cho cô mỗi ngày. Nhưng điều làm cho cô lo lắng là bản thân mình đã quá dễ dãi. Nếu như một ngày Huy cũng bỏ cô đi, giống như mấy người trước thì không biết cô sẽ sống ra sao. Hết đêm này chúng ta chia tay nhé, tôi không xứng đáng với chú. Huy lắc đầu anh lấy tay bịt miệng cô lại. Em rất xứng đáng, anh hứa cuộc đời này chỉ yêu mỗi mình em thôi. Lời đàn ông liệu có đáng tin không? Anh biết là em đang nghĩ gì Nhưng không phải người đàn ông nào cũng giống nhau Anh sẽ làm tất cả cho em có được hạnh phúc Hãy đổi cách xưng hô ngay bây giờ nhé Hồng ngước đôi mắt lên nhìn anh Người đàn ông này mang một khuôn mặt đẹp trai thánh thiện Có được anh Có lẽ đó là một điều may mắn nhất của cuộc đời cô Hơn một tháng sau Mấy ngày nay Hồng đang bị trễ kinh Cô lo lắng đi qua đi lại trong phòng Cô sợ lần quan hệ đó với Huy sẽ để lại hậu quả Nên lật đật đi ra tiệm thuốc Tây mua que về thử Chờ 5 phút sau que thử thai lên hai vạch đỏ chót Hồng sợ hãi Hai tay run lên bẩn bật Cô với chiếc điện thoại trên bàn gọi cho Huy Huy, Huy ơi em lên hai vạch rồi Huy bên này đang ngồi họp Nghe điện thoại của cô xong anh bất ngờ hỏi lại Hai vạch gì cơ Em nói gì mà anh không hiểu Ý em nói là thử thai lên hai vạch đồng nghĩa với việc em đang có thai đấy. Huy như không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh hỏi thêm một lần nữa. Em bảo là em có thai thật sao? Thật, lên hai vạch rồi, em bắt đền anh đấy. Hồng sợ Huy không tin liền chụp que thử thai gửi sang cho anh. Nhìn những hình ảnh ấy, Huy sung sướng nhảy cẫng lên trong điện thoại. Có thì chúng ta cưới thôi, em cứ ở yên đó 15 phút sau anh sang. Hồng Cứ Ngỡ Huy sẽ khó chịu khi nghe cô thông báo, ai ngờ anh lại vui và hạnh phúc đến vậy. Có lẽ cuộc đời cô đã tìm được bến đỗ an toàn. Cô đưa tay sờ xuống bụng rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn con đã đến bên cạnh mẹ. 15 phút sau, Huy đã có mặt, khuôn mặt anh hớn hở lộ rõ vẻ hạnh phúc. Em thay quần áo, anh chờ em đi vào bệnh viện khám cho chắc ăn. Dạ, anh chờ em một tí vào đến nơi Hồng cứ ngại ngùng không dám đi vào bốc số để khám. Em vào đi. Em em thấy ngại quá. Huy bật cười, anh không ngờ Hồng hơn anh tận mấy tuổi mà đôi khi rất giống trẻ con. Trời đất, có gì đâu mà ngại. Không thấy ai cũng ngồi chờ khám đó sao. Người ta có chồng còn em thì Huy đã hiểu được suy nghĩ của Hồng, anh đi lại ôm lấy vai cô mà dỗ dành. Có anh là chồng của em đây chúng ta đi khám xong rồi chạy thẳng về nhà anh luôn. Hồng xúc động không nói nên lời, nước mắt cô rơi đẩy hai má. Cảm ơn anh vì đã không chê một người già cả như em. Ngốc à, ai bảo em già chứ, có bầu mà khóc là ảnh hưởng cho em bé lắm. Giờ đi vào trong để khám xem sao nhé. Dạ. Hồng đi siêu âm, bác sĩ bảo cây thai đã được một tháng. Cô hạnh phúc cầm hình ảnh siêu âm đi ra khoe với Huy. Huy ơi, bé con của chúng ta được một tháng rồi đó. Huy chợt vỡ hỏa trong hạnh phúc, anh đi lại bế cô lên xoay mấy vòng. Kìa em đang có bầu, mà anh xoay thế này em chóng mặt lắm. Huy vội vàng thả cô xuống rồi gãi đầu gãi tai. Anh quên mất, giờ chúng ta đi về nhà anh nhé. Dạ. Từ khi quen Hồng đến giờ, Huy chưa một lần nào đi ô tô, cũng chưa lần nào tiết lộ về gia cảnh giàu có của mình. Anh chỉ cho cô biết là Bố mẹ anh đã ly hôn từ khi hai anh em còn nhỏ mà thôi. Vì thế trong đầu Hồng lúc nào cũng suy nghĩ, Huy chỉ là con nhà nghèo nên cô mới thoải mái đến với anh như vậy. Huy chở Hồng đến trước cửa nhà rồi dừng lại. "Đến nơi rồi em, anh có điện trước cho bố của anh, ông đang chờ ở trong." Hồng há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là ngôi biệt thự sang trọng to gấp mấy lần căn nhà của chồng cũ cô hồi trước. Đây, đây là nhà của anh sao? Ừ, khi nào có thời gian anh sẽ kể hết tất cả mọi chuyện về con người của anh cho em nghe. Hồng chẳng nói gì, cũng ngước lên nhìn anh rồi nhìn lên căn biệt thự, tự nhiên cảm thấy trong lòng lo lắng tột độ. Thôi, nhà anh giàu như vậy em không dám vào đâu. Huy cầm tay Hồng siết chặt. Có anh đây, em không cần phải lo lắng. Tuy nhà anh giàu có, nhưng cuộc sống của anh không giống như em nghĩ đâu hãy nắm lấy tay anh để chúng ta đi đến bến bờ hạnh phúc nói xong anh kéo tay cô đi thẳng vào trong nhà bà lệ hoa cùng với ông hoàng ngồi chờ sẵn trong phòng khách thấy con trai về ông đi ra cửa đón hồng lễ phép cúi đầu chào hỏi cháu chào bác ạ à. ông hoàng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới ừ bác chào cháu hai đứa vào nhà đi hồng rất sợ cô cứ nắm chặt lấy tay huy mà run rẩy Càng đi vào trong, độ hào nhoáng của căn biệt thự càng hiện rõ, làm cho Hồng thêm lo lắng. Bà Lệ Hoa ngồi ở bàn nhìn thấy cô và Huy đi vào, bà ta lên tiếng châm chọc. "Ái chà, hôm nay cậu hai nhà ta đưa người yêu về ra mắt cơ đấy." Hồng nhìn bà Lệ Hoa, cô cảm thấy bà ta không được thoải mái cho lắm, theo phép lịch sự cô cũng cúi đầu xuống chào. "Dạ cháu chào bác." "Thôi, tôi không dám." Ông Hoàng quay mặt sang nhìn vợ rồi nói, kìa, yeah, bà nói như vậy làm con bé nó sợ. Có gì đâu mà sợ, tính tôi là vậy, ai sống được thì sống còn không thì thôi. Huy bắt đầu nóng mặt, anh gần giọng lên đáp trả bà ta. Vậy mời gì đi vào trong cho bọn con nói chuyện với bố. Bà Lệ Hoa miệng lắp bắp, cậu, cậu dám đuổi tôi. Không phải là đuổi, mà con nghĩ trong chuyện này gì không liên quan, nên đừng có tham gia vào thì tốt hơn. Ông Hoàng lấy tay đập mạnh vào bàn. Con học đâu ra cái thói hỗn xược như vậy? Dì ấy mặc dù không phải là mẹ đẻ của con Nhưng cũng là vợ của bố Bố bắt buộc con phải tôn trọng bà ấy Hồng thấy tình hình có vẻ căng thẳng Cô lấy tay lay mạnh vào tay Huy ra hiệu cho anh im lặng Nghe lời Hồng anh không nói gì thêm nữa Một lúc sau anh vào vấn đề chính luôn Hôm nay con đưa Hồng Người yêu của con về xin phép bố cho con cưới cô ấy Vậy hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ lâu rồi Ông Hoàng nhìn Hồng rồi hỏi thêm mấy chuyện Cháu gái năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Bị hỏi đúng câu mà Hồng Ngại trả lời nhất nên khiến cho cô bối rối. Cô quay mặt sang nhìn Huy như muốn cầu cứu. Huy rất hiểu Hồng, anh vội trả lời thay cô. Tuổi tác đâu quan trọng bằng tình yêu chúng con dành cho nhau. Còn mong bố hãy đồng ý cho chúng con kết hôn, bởi vì trong bụng cô ấy bây giờ đang mang giọt máu của con. Bà Lệ Hoa đang ngồi nhai miếng trái cây trong miệng liền nuốt vội, rồi mở to hai mắt ra nhìn Hồng, Ông Hoàng cũng ngạc nhiên không kém, cái miệng điêu hoa của bà Lệ Hoa bắt đầu tuôn ra những lời lẽ không hay. Ôi trời, tôi đang nghe cái gì đây? Tưởng đâu gái ngoan ai rẻ lại là kiểu ăn cơm trước kẻ. Hồng ngại ngùng cứ cúi gằm mặt xuống bàn. Huy thương cô lắm, anh không muốn cho người mình yêu phải chịu tổn thương, nên đã đáp trả bà dì ghẻ một cách cực gắt. Dì có biết ăn cơm trước kẻ có tác dụng gì không? Là cưới về rồi không phải mất thời gian tiền bạc để kiếm đứa con, Cô ấy có bầu với con chứ không phải loại gái hư chuyên đi giật chồng người khác như người ta đâu. Biết Huy đang đá xéo mình, bà Lệ Hoa tức quá không nói được điều gì, liền quay mặt đi lên lầu. Sợ mất mặt với Hồng, ông Hoàng nhỏ nhẹ nói với cô. Cháu đừng để ý, bà ấy nói ngoài miệng vậy thôi, chứ trong bụng không có gì. Trưa nay cháu không bận việc gì thì có thể ở lại ăn cơm. Dạ cháu cảm ơn bác, trưa nay cháu bận việc rồi, để bữa khác có thời gian cháu ghé ừ như vậy cũng được cô quay sang nói với huy anh chở em về với nhé huy nhìn cô khẽ gật đầu hai người mới bước chân ra đến cổng vô tình đụng ngay mặt của bảo hồng rất bất ngờ vì sự có mặt của hắn ta ở đây anh anh làm gì ở đây nhìn cô đi bên cạnh huy bảo cảm thấy rất ghen tị hắn ta tiến sát lại gần nói lời trâm trọng bữa hôm đi khách sạn với tôi sao em về sớm thế khi nào có thời gian chúng ta hẹn hò một bữa nhé những tia máu bắt đầu xuất hiện trong mắt huy anh không ngờ thằng em cùng cha khác mẹ với mình lại có thể mất dậy và vô lương tâm như vậy không cần phải nói gì thêm nữa huy giơ tay đấm thẳng vào khuôn mặt đang có phần đắc ý ấy cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt của ông hoàng và bà lệ hoa thấy con trai bị đánh gục xuống nhà bà lệ hoa xót ruột la lớn lên mày mày tại sao lại đánh con trai của tao chứ đúng là độc ác Chúng tôi sống trong cái nhà này nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà còn có người kiếm chuyện đánh đập dã man như vậy. Hỏi trời xanh có mắt không? Tiếng la hét kêu trời kêu đất của bà ta khiến cho Huy rất ghét. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay hồng như khẳng định một điều là dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn mãi ở bên cô. Huy, con đang làm cái trò gì ở đây? Tại sao con lại đánh em chứ? Bố đi mà hỏi nó ấy. Con nghĩ những người làm cha làm mẹ như hai người nên học lại cách dạy con của mình sao cho đúng với người khác nói xong huy quay sang kéo tay của hồng đi chúng ta đi thôi em suốt chặng đường đi về huy im lặng không nói một lời nào giờ thì hồng đã hiểu được nỗi bất hạnh của anh trong chính căn nhà của mình cô đưa tay ôm lấy bụng của anh mà ôm chặt vào lòng huy em yêu anh dù cả thế giới có quay lưng lại với anh thì hãy nên nhớ rằng còn có em luôn bên cạnh đi cùng với anh đến hết cuộc đời không thể chịu đựng thêm nữa. Huy cho xe dừng lại tấp vào lề đường ôm lấy cô mà thủ thể. Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời anh. Hãy tin ở anh. Anh không ngọt ngào như những anh chẳng nam tính trong chuyện ngôn tình. Nhưng anh có đủ một trái tim ấm áp để sưởi ấm cho cuộc đời lạnh giá của em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Gái ế của tác giả Quyền Đỗ để có thể đón nghe tập 4 và cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.